nhà. Chúc cả nhà một ngày mới luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Hôm nay ông xã mình chở mình đi lên trên gia đình của em gái ở trên Bắc Mỹ Thuận. Bây giờ mình đi vô trong cái đường bến phà cũ này. Mời cả nhà cùng xem cho vui nha. Cái này mới nè. Trời ơi, lạ quá luôn, chạy tốt xuống dưới luôn. Chó, đây mẹ. Dạ, thích đây là cái gian, đường này đây. Bên đây giờ sung quá. Đây là chút xíu anh đi rồi. Bên đây sắc này đây rồi. Anh bảy anh chút đi Sài Gòn. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Rồi đâu đây cũng được đó nè. Cắt vô em nè. Ô quên mở cửa. Chẳng sao đâu xem, chạy nét nét của anh. Em giận cửa kiến. Còn chó nè, anh ai sao giống có đẻ nữa gì vậy? Có đẻ gì đó là cái em đâu cho đẻ ở đâu. Cái giờ nó hư bụi giống nó luôn á. Phanh cái chậu hoặc là... Cho ông bảy đi lên nè. Giờ đúng rồi, phanh chậu phanh đồ. Đi lên trên nhỏ em gái chơi mà bên đây giờ sung quá trời luôn. Cái đường này chuẩn bị làm lớn này. Và bên đây ai bán quen mình? Bên đây là mướn nhà của mình Hoàng, cái của em á. Ồ, quen hả? Nè, đường này làm bự ra. Mới làm nữa nè. Thấy, đã chịu thấy rồi. Đang làm bự nữa là cho du lịch vô luôn được. Dạ hả? Cầu nó phá cái làm bự ra luôn. Đó, nó không đập cái nhà bên hông của mình Hoàng, cái nhà nhỏ đó không cho ta nấu bún mù quế và đập rồi ta nấu chim tây luôn. Chạy này chạy thẳng với cái quạt cầu Mỹ Thuận luôn nè. Nửa chạy đường này thẳng với là ra lộ lớn thì không đường luôn. Chạy nhưng mà cầu tốc. Anh nói chạy đi qua cái đám cưới này nè, đi qua. Đúng rồi nó đó, nửa nói luôn đó. Nếu anh đi Cần Thơ, anh đi đâu cầu tốc là anh khỏi xuống đường nhỏ. Qua luôn. Dạ. Đây là cái nhà của em gái mình mà nó bán cho nó đầy quá trời đồ. Trước cửa có bán đồ chai. Ủa quay chừng nào về? Ở đây không mới bán ở đây về ta đây là ngày nó chắc nó ngủ về nó về tới đó. Mình đó là bà là bình thường cái ngày mặn nó bấm một kêu. Nó bán tập quá. Trời ơi quá trời đồ luôn coi. Để mai đây thì sang qua đó nó bán cơm chưa. Bán cơm bán luôn. Ốc dứt bù lon gì che chín mít hết trơn rồi trời. Quá chừng luôn. Đây, chú chó lập xưởng. Cái gì mà sủa con? Trò trấu sơ dừa gì. Quá chừng. Ôi, ở trên lầu có trồng hành trồng gì. Bán thạp nữa. Đây nhà em gái mình. Nó bít ghía không còn đường đi luôn. Bây giờ xuống dưới là bến phà Mỹ Thuận cũ. Rồi bữa nay có cái tiệm chai trước cửa ngon quá ha.
tán từ sáng đến chiều. Thôi được. Xuống cái là có nước dừa uống. Còn sao uống? Mua đang còn người lớn về uống mấy nước dừa. Cửa là có tiệm chay liền, bên hông bên đây là có bún bò. Trời ơi, đủ thứ đồ ăn. Bên đây là bún riêu, ngày chay. Ừ. Canh bột hả? Canh bột lọc không? Không phải. Canh cộng cứ mình ăn ở ngã tư cho lại giờ quê nó cũng còn ăn đó. Bún nào mà biết gọi đó. Ông làm lộ đó, nhổ vô để một xô ngoài kìa. Nhà buôn bán cho nên phải có camera ở đằng sau bếp. Rồi mình mới làm công chuyện, làm đồ ăn đồ mới được. Quá trời, nó buôn bán nó chất đồ gì mà không còn đường đi luôn trời. Cái nè, lò bỏng nè. Quy nó nói trời ơi mẹ ơi, quá trời luôn rồi. Chắc không còn đường đi luôn. Từ trong ra ngoài. Ừ đúng rồi. Hồi xưa bán dao ua, bán kem rồi giờ hết bán luôn rồi. Quá trời quá đất rồi đây nè. Nó bán ống nước, ốc vít bù lon, đồ điện, nón lá. Nó làm cái 20 cái 10 nè. Có gà ác không nữa, còn này hộp vịt nè, hộp vịt mà. Trời ơi, có một con gà nó đẻ trứng đôi ha. Nó đẻ bự bằng trứng vịt này nè. Con mình hết gà ác rồi, gà làm hết rồi. Con này gà tre đây hả? Gà tre, con này gà lớn, con này vịt. Con này ở nhà nuôi đó, mà đi xẹp mỗi ngày mỗi lụm không? Ừ. Đâu gái coi. Đó. Trời ơi, gái tiếng lớn dữ vậy. Đâu gái nữa coi. Wow, giỏi dữ vậy. Sáng sớm mà được nhỏ em đãi cho một tô bánh canh chay ăn xong rồi, bây giờ là bánh cam, quá chừng ngon không? Đó đó, đó đây bánh cam nhìn ngon lắm rồi. Khoai mì loại này là không có xào nước dừa nha, gà nước dừa là ngon nữa. Đó là trái cây bao la ăn hoài không hết. Khoai mì nhìn mà dẻo quá thì dẻo mà ngon thiệt, ngon luôn nè quý ơi. Ráo tính là không ăn á, mà cái bẻ ăn miếng rồi nó dẻo nó mềm quá rồi, ngon quá thì ngon luôn rồi. Vậy chị Tư về cho em á. Ờ vậy sao? Con ở dưới chị Tư á thì là con của phải con đó không ta? Dạ đúng rồi, con của con đó. Nhìn thấy cưng quá ha. À, con mắt nó bị gì nè, bây giờ chắc kéo mày giờ bạn mai phải chạy đi lột nó đi ăn chung á, nó bây giờ phải đi lột nè, nó bây giờ phải lột mày đi hả, qua bển làm nó cho chích mê đầu nó mổ cái một lẹo đó đó, lột không? Mày đi lột mấy cái lột không? Cái đi đâu vậy? Anh chạy đi chợ mua. Ai sao không chở chị đi luôn? Con mượn cái nón lá, cho mượn cái nón lá, tao quay chợ. Để thôi lấy xe kia đi. Lấy xe kia, mà đi xe. Chị hết. Đi mua đồ về nấu bánh canh chay. Thứ vậy con. Này canh sắt nè. Dạ muốn thử coi cái nào ngon á. Cho nên lấy cả nửa ký. Nó đi chợ ở đây chắc rành dữ lắm. Không ăn chay. Ăn chay rồi, nãy mua rồi.
dưới đi chợ không á vậy. Giỏi quá trời luôn. Đây chị vợ đó. Dạ. Vậy hả? Sát trường hợp của thầy dễ dạy đó. Chị cũng có lo. Quá trời đồ rồi để nó đi. Nó có nhắc cho dừng mua ăn bữa nay đi rồi mang ăn đi. Biết rồi. Hai miếng cho ăn thử coi. Chị ăn nó nhìn giống như chả cá vậy. Đúng rồi, chi nó phồng lên á. Rồi nhiêu tiền nó phồng chị? 18 với 15 là 30 đô. Trời ơi, đi chợ dưới cái này ai cũng biết em hết hả? Trời ơi, trời này ăn cái gì nè. Cái chợ này là không phải nó nằm đây. Mai mốt là khi khu dân cư nó làm xong là sẽ dời vô đây nè. Đó. Đường xá này, cái chợ nó nằm ngay góc này. Chỗ này là cái chợ nè. Khu này chợ còn những chục kia là nhà. Nhiều em thấy vô đây tập thể dục lắm. Dạ. Đó. Đây nè, đó. Đây là nữa là cái chợ nằm đây. Làm chợ đâu cho bác chỗ đó, chỗ đó giờ tập thôi. Cái này xuống con sông là mình đang chạy trên cái sông nè. Chỗ này là cái sông nè. Đó có đường đi sát bên đó đó. Chỗ này là sông nè. Mình đang chạy trên sông á. Dạ sung quá nhỉ. Rồi tới nhà em đó. Đó cái đường đủ nhà em đó.